Ok, bây giờ tôi sẽ đánh màu mắt cho mọi người rồi, mà hôm nay tôi sẽ đánh kiểu trong gọi là trong thường ngày thôi. Nên là tôi sẽ sử dụng em này tôi mới mua rất là rẻ, thì rất là nhiều màu để mọi người sử dụng. Đấy, thì hôm nay thì tôi sẽ sử dụng màu cam đi nhỉ. Màu cam là cái màu là thường dùng nhất. Nên là hôm nay tôi sẽ sử dụng màu cam. Thì trước hết thì tôi sẽ đánh cái màu cam này nhá. Mọi người nên đánh cả ở trên và ở dưới nữa nha. Mọi người nên kiểu xoay 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 vòng tròn ấy nhá, cho nó tán cái màu mắt ra cho nó đẹp hơn là bình thường. Nếu mọi người cứ quẹt quẹt thì nó sẽ không đều ấy. Còn cái ở dưới thì quẹt được này. Sau đó thì tôi sẽ dùng một ít cái màu đỏ này để tôi đánh cái đuôi mắt cho nó đậm lên một tí. Đôi mắt ở trên là ở dưới luôn nha mọi người. Đấy. Rồi ok, tiếp theo thì mình sẽ dùng một tí nhũ nha. Cái nhũ này nè, cái nhũ màu vàng vàng này nè. Mình đánh lên cái lớp này nè. Đấy, cái này mọi người đánh ra cái màu mắt này luôn nè, để cho nó kiểu bling bling cái đầu mắt á, cho nó xinh. Rồi đánh cái đầu mắt ở dưới này nè. Xong. À, tôi sẽ kể cho mọi người một cái. Là mọi người sẽ làm cái bọc mắt á, giống như là kiểu Trung Quốc các thứ ấy. Thì mọi người nên lấy cái chì kẻ mày hoặc là những cái màu nâu á, mọi người kẻ với cái viên này nè. Một cái này nhìn trong nhìn nó có cái bộc mắt ngay luôn này, thấy không? Ok, mọi người kẻ hai bên như nhau là được. Đấy. Không, mọi người kẻ cái phần đuôi mắt ấy, mọi người kẻ nó xuống một tí. Đấy, trông có bộc mắt như này. Xong rồi á, mọi người lấy một cái màu nhũ ấy, mọi người phủ cái nhũ nó lên ở dưới ấy. Dưới cái bộc mắt ấy cho nó rõ ra. Một cái nhũ màu trắng trắng hoặc là màu vàng gì cũng được, cho nó vin vin cái bọc mắt lên ấy. Úi giời, có phải là khác hẳn chưa? Ok, bây giờ thì tôi sẽ bấm mi nha mọi người. Việc quan trọng nhất để mà gọi là cửa sổ của tâm hồn là các bạn phải làm cái mi thật cong. Mọi người thấy không? Bấm mi một cái là nó khác hẳn luôn ấy. Nên là mọi người ấy, dù mà mọi người không đánh mắt được hay gì ấy, thì tốt nhất mọi người kiểu ra đường ấy, mọi người nên bấm mi thật cong, xong rồi chút mascara là trông xinh cực luôn ấy. Chút mascara tôi sẽ sử dụng cái Kiss Me của Nhật nha mọi người. Cái này lên mắt cực đẹp luôn, tôi sẽ cho mọi người thấy. Đây là mi chưa có chút mascara nha mọi người. Đây là cây mascara thần thánh của tôi. Thì thường mọi người sẽ chuốt từ trong cái chân mi ra nhé. Được thì mọi người chuốt mascara, mọi người nên nhìn xuống dưới. Tôi nói là tôi sử dụng cái này ấy, là kiểu nó có một cái bất lợi là nó sẽ hơi khó để mà tẩy trang. Đây mọi người nhìn này. Không có giống mi giả không này. Đấy, cửa sổ tâm hồn của tôi đấy. Không được cái gì ngoài cái mi thôi. Mọi người chuốt luôn cả mi dưới nhá. Đấy, mọi người trong hai con mắt nó có phải khác nhau không? Như một con kiểu như là đeo mi giả, còn một con là để bình thường ấy. Là kiểu như trên cái gương mặt của tôi chỉ thích mỗi kiểu đôi mắt thôi. Mọi người hay nói là kiểu đôi mắt tôi sẽ hơi buồn với mọi người, nhưng mà thực sự tôi rất thích đôi mắt của mình. Đấy, mọi người không cần phải kẻ mắt luôn á, mọi người chút mascara như thế này lên rất là xinh rồi. Mọi người thấy xinh chưa? Tôi thấy xinh rồi đấy.
Bây giờ tôi sẽ sử dụng hai cái kẻ mắt nhá. Kẻ mắt nhẹ nhàng thì tôi sẽ dùng cái Imagine này tôi mới mua. Hôm bữa tôi làm cái unbox ấy, làm Shopee haul nếu mọi người có coi là tôi vẫn chưa hiểu là tại sao tôi mua cái cây kẻ mắt này. Nhưng mà thiệt ra là cái cây kẻ mắt này rất là mảnh, nó mảnh hơn cái Lemonade này của chị Loát Ánh. Cái này nó hơi to một tí nhưng mà cái nước của cái kẻ này nó rất là đẹp. Còn cái nước này nó không đẹp bằng nhưng mà nó mảnh hơn. Cho nên là tôi sẽ sử dụng cái này. Cái này rẻ lắm mọi người, có mấy chục nghìn nữa. Tại vì đơn giản nên là tôi sẽ kẻ một đường qua thôi. Thường thì tôi chỉ thích kẻ cái đuôi như thế này thôi mọi người ạ. Tôi không bao giờ kẻ ở trong hết. Tại vì ngay cái lớp mascara của tôi là tôi đã đánh cái chân mắt nó rất là đậm rồi ấy, thì không cần phải đậm lên nữa. Trông nó sẽ bị dừ quá. Ok, xong rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểu đánh sóng mũi và highlight. Sóng mũi mọi người, tôi sử dụng hộp màu mắt này luôn. Cái màu nâu nhạt hơn thì sẽ đánh sóng mũi. Xong rồi mình sẽ đánh một cái màu nó tối hơn để mình đánh cái gò má này. Má hồng. Tại vì tôi đánh mắt màu cam với màu đỏ thì tôi sẽ sử dụng cái tông này nha mọi người. Đấy, thì má hồng thì tôi hay đánh ở trên một tí. Tại vì kiểu như các bạn ở Trung Quốc các bạn sẽ hơi đánh ở trên như thế này nè. Trông nó sẽ xinh hơn rất là nhiều. Nếu mọi người thích cute á, tôi chỉ cho mọi người một cái này. Cute hẳn luôn, đánh đầu mũi. Xong rồi dậm bên này một tí. Trông có xinh chưa? Đấy. Xong rồi mình sẽ highlight cái đầu mũi tí này. Đấy. Mọi người là hai điểm này nha. Hai điểm này nha. Xong rồi ngang cái đầu mắt một tí nha. Đấy. Xong rồi cái môi nha. Úi dồi ôi, đây là những điểm highlight cực xinh luôn đấy. Tại vì tôi đang đánh đèn ấy, cho nên là mọi người có thể nhìn thấy rõ cái highlight. Bây giờ chỉ cần đánh xong, nó là xong rồi mọi người. Đầu tiên là tôi sẽ sử dụng cái em này tôi làm nền nhé. Rồi đó mọi người.